Xin cảm ơn hội hô hấp, xin cảm ơn các thành viên trong hội đã có lời mời và có đặt bài một bài để tôi được ở đây để chia sẻ cùng với các thầy cô, anh chị, các bạn đồng nghiệp về cái lựa chọn kháng sinh an toàn cho những bệnh nhân có tiền sử dị ứng kháng sinh. Chúng ta thì cần làm gì? Thì một cái bài báo cáo rất là hay vừa rồi của giáo sư Thành cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà sử dụng kháng sinh an toàn hiệu quả là cực kỳ cần thiết và làm giảm nguy cơ kháng sinh, và cái lựa chọn kháng sinh an toàn ở đây nó còn phụ thuộc cả vào từ cái phổ vi sinh cũng như là yếu tố cơ địa của từng bệnh nhân, và trong đó có vấn đề về dị ứng kháng sinh của mỗi bệnh nhân. Thế thì bài hôm nay tôi sẽ nói về dị ứng kháng sinh và những cái lựa chọn của chúng ta là gì. Và chúng ta bắt đầu ạ. Thì đối với cái phần nhìn chung là đối với dịch tễ và ADR, tức là phản ứng có hại của thuốc, thì chúng ta biết rằng là cái phản ứng phụ thì chiếm khoảng 3-6% và làm cho cái số bệnh nhân phải nhập viện xảy ra khoảng 10-15% số bệnh nhân được điều trị nội trú, và cái tỷ lệ tử vong là khoảng 0.33% cho tổng số bệnh nhân điều trị nội trú, với cái biểu hiện chủ yếu là da và niêm mạc chiếm là chủ yếu 1/5 các cái phản ứng có hại và phản ứng phụ của thuốc, cộng với là và ảnh hưởng đến 2-3% dân số cái số lượng bệnh nhân điều trị nội trú. T cell liên quan đến khoảng 2%, tức là liên quan đến dị ứng chậm. Thì chúng ta sẽ đi nhanh qua cái phần danh pháp để chúng ta có thể đồng thuận với nhau về các cái thuật ngữ chúng ta sử dụng ở đây. Chúng ta nói về đến các phản ứng phụ do thuốc hay là các phản ứng dị ứng. Dị ứng là liên quan đến đến miễn dịch, đến các đáp ứng miễn dịch. Còn cái phản ứng phụ thì chúng ta gồm có hai nhóm, là nhóm A và nhóm B. Nhóm A là cái nhóm mà liên quan đến cái phản ứng dược lý là chính, quá liều hoặc gây độc. Còn nhóm B là cái nhóm liên quan đến phản ứng quá mẫn mà chúng ta không có tiên lượng được trước. Và trong đó thì chúng ta sẽ phân ra làm hai nhóm, là nhóm là dị ứng nhanh và dị ứng thông qua đáp ứng miễn dịch và không thông qua đáp ứng miễn dịch. Thì hôm nay chúng ta bàn nhiều hơn về những cái phản ứng phụ của thuốc thông qua đáp ứng miễn dịch, và chủ yếu là cái phản ứng liên quan đến thứ nhất là quả IgE, thứ hai là liên quan đến lympho bào T nhiều hơn. Các yếu tố nguy cơ của dị ứng thuốc hay các phản ứng có hại của thuốc thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có hai cái nhóm hoàn toàn là chúng ta có thể phân chia được ra nhìn ở đây. Thứ nhất là liên quan đến tình trạng của bệnh nhân. Thì bệnh nhân ở đây thì chúng ta thấy rằng liên quan đến tuổi, liên quan đến giới, và chúng ta thấy nó liên quan đến đến cái yếu tố gen di truyền, và chúng ta thấy rằng là cái vai trò của pharmacogenomics, đấy là cái phần mà chúng tôi cũng đang làm việc, đang nghiên cứu về cái vấn đề này. Rồi là các cái tình trạng mà nhiễm trùng và các bệnh lý phối hợp, và thứ hai là những cái tình trạng mà bệnh nhân được tiếp xúc hay không tiếp xúc và tái tiếp xúc với các thuốc. Đấy là cái về vấn đề về cơ địa của bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta thấy rằng là còn là vai trò của thuốc nữa. Và tại sao chúng ta nói nhiều đến kháng sinh, chúng ta nói nhiều đến các cái chế phẩm sinh học, vì nó thường gây ra phản ứng dị ứng, các phản ứng quá mẫn nhiều hơn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái vai trò của mẫn cảm chéo nữa, và hôm nay chúng ta sẽ đi rất là kỹ về cái phần vai trò mẫn cảm chéo trong các kháng sinh, đặc biệt là nhóm beta-lactam. Và thứ hai là cái mức độ gọi là tiếp xúc với thuốc, tức là chúng ta dùng một cách ngắt quãng hay chúng ta dùng liên tục. Nếu chúng ta dùng liên tục thì có thể là nó sẽ làm giảm được nguy cơ hơn, vì có quá trình tạo ra quá trình dung nạp. Hoặc là chúng ta lấy đường dùng, chúng ta thấy rằng đường tĩnh mạch thì bao giờ cũng nguy cơ cao hơn so với đường uống. Thì đấy là những cái vấn đề liên quan đến thuốc, đến cái vai trò của thuốc, nó không nằm trong cái vai trò của cơ địa của bệnh nhân. Và như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi kỹ hơn về cái vai trò của từng nhóm thuốc và cái mẫn cảm chéo trong từng thuốc theo cơ chế và theo cấu trúc. Thì như chúng ta đã biết thì đối với phân loại các cái phản ứng quá mẫn, ở đây tôi đang nói kỹ về phản ứng quá mẫn liên quan đến cái thông qua đáp ứng miễn dịch, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phân chia theo chủ yếu là theo thời gian và chúng ta theo cơ chế. Thì ở đây tôi có một cái biểu đồ liên quan đến thời gian, và chúng ta thấy rằng các phản ứng diễn ra một cách gọi là nhanh chóng hay là tức thì thường là diễn ra khoảng dưới 1 giờ, thì hay gặp là chúng ta gặp cái nguy hiểm nhất mà chúng ta nhận thấy, đấy là phản vệ, đúng không ạ? Và có thể là đến sốc phản vệ và tử vong. Thứ hai là mày đay, phủ mạch, thì đây những cái triệu chứng nhẹ hơn một chút mà hay gặp hơn cả. Còn đối với những cái trường hợp mà dị ứng chậm hoặc là dị ứng thông qua lympho bào T thì chúng ta nhìn thấy ở đây thì có thể là một cái mày đay chậm có thể là liên quan đến IgE, nhưng chúng ta sẽ giải thích sau về cơ chế liên quan đến việc mà hình thành các cái kháng thể trong quá trình mẫn cảm. Thứ hai là những cái ban dạng ban rát, dạng ngoại ban, molecular eruption, hoặc là những hồng ban nhiễm sắc cố định, fixed drug eruption, hoặc là các cái tổn thương da nặng liên quan lympho bào T như hội chứng AFib,
hoặc là cái tổn thương mà Chiavenson-Lien hoặc là hội chứng Dress, thì những cái tổn thương đấy rất là nặng và thường diễn ra thời gian chậm. Thường, thông thường chúng ta sẽ tính bằng tuần. Và có thể là trong vòng 3 tháng chúng ta không loại trừ được. Đấy là những cái tổn thương da nặng do liên quan đến lympho bào T. Thì ở đây là một số hình ảnh minh họa để các anh chị, các thầy cô ở đây có thể là hình dung lại những cái phản ứng phụ chúng ta có thể gặp và chúng ta nhận diện được trên lâm sàng. Thì ở đây những cái phản ứng phụ nhanh ở trong cái nhóm mà thường là xuất hiện dưới 1 giờ đồng hồ sau dùng thuốc, thì chúng ta thấy có phù mạch, có mày đay và có các ban giãn mạch trong các cái bệnh nhân mà liên quan đến phản vệ hoặc các giãn mạch toàn thân làm cho bệnh nhân tụt áp. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà mobiliform, là cái nhóm mà tổn thương da. Thực ra cái nhóm này thì khá là an toàn, khá là nhẹ thôi và thường xảy ra trong vòng 1 tuần sau dùng thuốc và hay gặp nhóm thuộc nhóm beta lactam. Rồi các cái tổn thương da như hồng ban nhiễm sắc, hồng ban đa dạng thì các bạn nhìn thấy có hình dạng bia bắn và chúng ta thấy hay gặp trong các cái tổn thương liên quan đến virus nữa, chúng ta cần phân biệt. Đây là các cái tổn thương da nặng liên quan đến hội chứng Chiavenson-Lien và có cái hoại tử thượng bì nhiễm độc, và chúng ta thấy rằng có cái sự bong chóc của các cái lớp thượng bì. Và đây là hình ảnh muộn mủ, AFib là một cái tổn thương cũng tổn thương trong cái nhóm mà tổn thương dị ứng chậm và biểu hiện chứa là muộn mủ toàn thân. Diễn ra khá là nhanh nhưng mà tiên lượng thì tốt, bởi vì mình có thể tự thoái lui ạ. Đây là các cái tổn thương hồng ban nhiễm sắc cố định có hoặc không có bọng nước mà chúng ta nhìn thấy và hay gặp ở nhóm liên quan đến các cái thuốc như là Bisacton hoặc là các cái thuốc nhóm NSAID. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta dựa trên cái thời gian chúng ta có định hướng đến, dựa trên những cái biểu hiện lâm sàng chúng ta có thể định hướng đến rằng là cơ chế là gì và chúng ta tiếp cận chẩn đoán và điều trị ra sao cho là phù hợp. Thì chúng ta thấy là có, nếu một bệnh nhân đến với chúng ta một cái tổn thương da mà là dạng bọng nước, tổn thương da dạng hoại tử, tổn thương da dạng mà có cái hoại tử những nhiễm độc thượng bì á, thì và thứ hai là cái triệu chứng khởi phát cái phản ứng toàn thân như là sốt hoặc là những cái triệu chứng toàn thân, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải nghĩ đến một cái tổn thương dị ứng chậm mà chúng ta cần khai thác lại những cái tiền sử cái thuốc dùng từ trước đấy vài ngày hoặc là lâu hơn. Còn nếu đến với chúng ta một cái ban dạng như mày đay như chúng ta đã nói rồi thì chúng ta nên khai thác lại những cái thuốc mà đến với chúng ta gần hơn, bệnh nhân mới dùng hơn, để chúng ta chẩn đoán rằng là cơ chế này là dị ứng nhanh và thông qua cơ chế IgE hoặc là một cái phản ứng rất là tức thì thôi. Thì đấy là những cái khái niệm để chúng ta định hướng rằng là từ cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, từ cái triệu chứng của bệnh nhân, chúng ta quay ngược lại, chúng ta khai thác cái tiền sử sử dụng thuốc để chúng ta tránh bỏ sót và chúng ta định hướng đến được cơ chế và chúng ta có thể hướng đến rằng là chúng ta lựa chọn các cái liệu pháp gì là phù hợp, cái chẩn đoán gì là phù hợp và chúng ta lựa chọn thuốc thay thế cũng theo đó để chúng ta lựa chọn được cái thuốc an toàn cho bệnh nhân. Thế thì về mặt chẩn đoán, lát nữa chúng ta sẽ đi sâu từng nhóm thuốc một, nhưng mà về mặt chẩn đoán nói chung thì chúng ta sẽ có phần khai thác tiền sử, sau đó chúng ta chỉ định các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái nhóm mà nếu dị ứng thông qua IgE thì chúng ta có test lẩy da, test nội bì, có test basophil excipient test thì tôi không có trình bày ở đây vì nó chuyên sâu. Chúng ta có test kích thích nếu trong trường hợp cái tổn thương da nó chỉ là tổn thương da thôi mà không có biểu hiện nặng nề của cái phản vệ. Rồi nếu trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ dị ứng chậm, đúng không ạ? Tức là thường kéo dài thường là 6 giờ đến 24 giờ, có thể là vài tuần, thì chúng ta có thể dùng một số cái xét nghiệm như là test in vivo, là những test áp da hoặc cái test nội bì nhọc chậm. Còn đối với các test mà in vitro thì chúng ta có thể dùng chuyển dạng lympho bào. Thì đây là những cái lựa chọn mà chúng ta có thể, và tiêu chuẩn vàng thì vẫn là test kích thích ạ. Test kích thích thì cho tất cả các cái chỉ định là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên đối với tổn thương da chậm thì cái việc test kích thích chúng ta không được làm, không nên làm. Vì sao? Vì thứ nhất là nó sẽ thường là tính tổn thương nặng. Thứ hai là cái tổn thương chậm chúng ta không follow up được. Thì thứ nhất là chúng ta đi vào cái nhóm dị ứng kháng sinh beta-lactam, thì cái nhóm này nhóm là phổ biến nhất để gây ra cái phản ứng dị ứng và phản ứng quá mẫn ở những bệnh nhân của chúng ta. Và chúng ta cũng điều trị nhiều nhất với cái nhóm thuốc này. Vì vậy mà chúng ta thường phải đối đầu với cái chuyện là chúng ta phải lựa chọn kháng sinh gì và bệnh nhân có tiền sử kháng sinh. Tuy nhiên một cái thông tin có lẽ là một tin vui cho tất cả các anh chị, các bạn đồng nghiệp là gì? Là cái việc mà bệnh nhân báo cáo rằng là bệnh nhân có tiền sử dị ứng với kháng sinh thì đâu đấy là 90% là overreported. Chỉ có 10% là chúng ta là có cái tình trạng thực sự là dị ứng thật sự thôi. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm cái delabeling một cách rất là cẩn thận để chúng ta có được một cái chẩn đoán cuối cùng cho bệnh nhân và chúng ta xác định được nguy cơ cho bệnh nhân. Nhưng mà không phải vì thế chúng ta chủ quan ạ. Nhưng thông thường là các bệnh nhân thường báo cáo rằng là mẹ tôi bảo là ngày xưa tôi dùng kháng sinh bị thế này, tôi có ban da sau khi bị ho sốt để nọ. Thì thông thường những cái trường hợp đấy thì là cái trường hợp overreported, tức là quá mức
mà không phải là dị ứng kháng sinh mà chỉ là do virus hoặc là những cái ban giáp nó xảy ra đồng thời. Và chúng ta lưu ý cái chỗ này. Vì vậy mà cái vai trò của delabeling ngày nay càng được đánh giá cao và nó đóng góp vào cái việc mà sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý. Và chúng ta thấy rằng là giáo sư Thành đã trình bày với chúng ta rằng là việc lựa chọn kháng sinh chúng ta có những kháng sinh reserve cho những cái tổn thương nặng, có những kháng sinh mà chúng ta dùng thông thường, nếu chúng ta dùng được nó thì chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều cái nguy cơ kháng kháng sinh là một. Thứ hai, chúng ta giảm được chi phí điều trị cho bệnh nhân là hai. Và thứ ba là chúng ta có được những cái giảm được cái chi phí cho bệnh nhân. Đó. Thì đấy là những cái mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì đối với cái nhóm dị ứng beta-lactam thì penicillin là một cái nhóm mà được ghi nhận nhiều nhất và nó gây ra phản vệ cao hơn khoảng 10 lần so với các nhóm cephalosporin. Thì cái nguy cơ ở đây là gì thì chúng ta đã phân tích rồi. Nguy cơ đến từ thuốc và đến từ bản thân bệnh nhân. Thì chúng ta thấy tiền sử bản thân hoặc gia đình có bệnh lý dị ứng đấy là yếu tố nguy cơ gia tăng cho cái dị ứng với cả nhóm beta-lactam. Sử dụng nhiều đợt kháng sinh, chúng ta làm gia tăng nguy cơ đúng không ạ? Vì làm gây ra tình trạng mẫn cảm. Và nhiều đợt kháng sinh nhưng chúng ta không dùng liên tục mà chúng ta dùng ngắt quãng thì đương nhiên rồi ạ, vì là nhiễm trùng thì tôi mới dùng. Rồi là tuổi thì chúng ta hay gặp nhất là cái tuổi trung niên từ các tuổi trưởng thành từ 20 đến 49, 50 tuổi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn gặp ở hai đầu bệnh nhân người già hoặc là trẻ em. Tuy nhiên một lưu ý là ở trẻ em thì thường những cái ban giáp mà xảy ra đồng thời cùng với dùng kháng sinh ấy thì thường liên quan đến nhiễm trùng nhiều hơn là đặc biệt là nhiễm virus. Và đến 60% là liên quan đến nhiễm virus. Và chúng ta phân loại về cái nhóm dị ứng nhóm kháng sinh penicillin thì chúng ta đã biết rồi ạ. Thực ra chúng ta có nhóm beta-lactam thì chúng ta có nhóm penicillin, nhóm cephalosporin, carbapenem và morobactam. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích từng cái nhóm một để chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ mẫn cảm chéo ở đâu ra và nó liên quan đến cái gì. Thì tất cả những cái nhóm này thì cái mẫn cảm chéo nó đừng liên quan đến cấu trúc vòng bên của cái cấu trúc hóa học của kháng sinh gây ra. Và chúng ta thấy rằng là đối với penicillin chúng ta có hai nhóm dị nguyên sau chuyển hóa, là dị nguyên chính là benzene penicillin và dị nguyên phụ là benzene penicillin J. Thì khi mà chúng ta làm test thì chúng ta phải làm test với cả hai cái nhóm kháng nguyên này và chúng ta làm cả với cả đối với cái nhóm thuốc mà chúng ta muốn lựa chọn. Nguy cơ dị ứng chéo giữa các penicillin là rất cao ạ. Đây là một cái câu. Nếu thực sự bệnh nhân có dị ứng với penicillin thì cái nguy cơ dị ứng trong nhóm với nhau là rất cao. Và chúng ta phải lưu ý. Vì nó cấu trúc tương đồng về mặt hóa học. 90% bệnh nhân dị ứng với amoxicillin thì có mẫn cảm chéo với cả ampicillin. Và như vậy thì đối với một thông tin như thế này thì chúng ta thấy rằng chúng ta không nên lựa chọn ampicillin cho những bệnh nhân có tiền sử dị ứng amoxicillin và ngược lại. Và cái cấu trúc cơ bản thì là vòng beta-lactam thì các thầy cô anh chị biết rồi và chúng ta thấy có cái sự tương đồng giữa cái penicillin và cephalosporin. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là có nguy cơ mẫn cảm chéo giữa penicillin và cephalosporin ạ. Và chúng ta thấy rằng là cái mẫn cảm chéo đến từ nhóm nhánh bên rồi và khoảng 10% có sự mẫn cảm chéo giữa penicillin và nhóm cephalosporin. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là còn 90% thì có thể dung nạp đúng không ạ? Nên là chúng ta cũng, bây giờ hiện tại người ta cũng có một số tác giả người ta cho rằng là chúng ta hãy từ bỏ cái thuật ngữ là dị ứng nhóm beta-lactam mà chúng ta sẽ chỉ dùng là penicillin hoặc là cephalosporin thôi vì chúng ta còn đến 90% cái nhóm cephalosporin có thể dùng được ở bệnh nhân có tiền sử dị ứng penicillin. Đối với nhóm carbapenem thì người ta thấy rằng là cũng là do về cấu trúc của cái carbapenem tương đồng với cả cái cấu trúc của penicillin mà người ta cũng cho rằng là chúng ta thận trọng khi chúng ta dùng carbapenem cho những bệnh nhân có tiền sử dị ứng penicillin. Ở đây chúng ta nhắc lại là dị ứng thật sự chứ không phải là dị ứng do báo cáo là tôi bị dị ứng. Thì tuy nhiên thì một cái nghiên cứu gần nhất đã mới được đăng trên tạp chí Annals Medicine thì người ta thấy rằng là người ta làm xét nghiệm làm nghiên cứu trên 104 bệnh nhân có tiền sử dị ứng penicillin dựa trên test kích thích, dựa trên test da dương tính. Và sau đó họ làm test da đối với cả carbapenem. Thì chỉ có duy nhất một bệnh nhân có test da dương tính thôi. Và người ta không có dùng bệnh nhân không được dùng carbapenem nữa. Còn lại đến 103 bệnh nhân thì test da âm tính và họ làm test kích thích. Vì test kích thích là tiêu chuẩn vàng mà. Bệnh nhân dùng lại thuốc mà không có phản ứng dị ứng thì chúng ta mới xác nhận là đấy bệnh nhân không có dị ứng đúng không ạ? Thế thì 103 bệnh nhân là dung nạp. Như vậy chúng ta thấy rằng mặc dù là có cấu trúc vòng bên như vậy, nó tương đồng như vậy, có sự cảnh báo như vậy, nhưng tuy nhiên cái carbapenem vẫn là một cái lựa chọn an toàn cho những cái trường hợp mà dị ứng với cả penicillin. Tuy nhiên chúng ta cần thận trọng và chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa dị ứng miễn dịch để chúng ta có một cái allergy workup đầy đủ để chúng ta xác định nguy cơ cho bệnh nhân ạ.
nhóm monobactam thì nhóm monobactam được coi là một cái nhóm an toàn, không có bằng chứng mẫn cảm chéo đối với cả tiền sử bệnh nhân có dị ứng penicillin ạ. Và đây là cái tổng quan về cái các cái cấu trúc vòng bên tương đồng để chúng ta thấy rằng có mẫn cảm chéo trong các nhóm kháng sinh với nhau từ penicillin, cephalosporin và các carbapenem hay là nhóm monobactam. Thì đối với tiếp cận một bệnh nhân đối với tiền sử dị ứng penicillin thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải khai thác rất là đầy đủ cái tiền sử của bệnh nhân và chúng ta cần phải xác định được rằng là cái việc này là overreported hay là một cái phản ứng dị ứng thật sự, và trong đó chúng ta sẽ làm xét nghiệm. Nếu đối với dị ứng nhanh thì chúng ta làm các xét nghiệm để chuẩn đoán như là test lẩy da, test nội bì hoặc là IgE đặc hiệu để tìm cái IgE đặc hiệu đối với kháng sinh. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta khẳng định chẩn đoán thì chúng ta tránh sử dụng và chúng ta sử dụng thay thế. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta test âm tính thì chúng ta có thể làm test kích thích hoặc có thể dùng ngay với cái liều tăng dần retro challenge cho những bệnh nhân có nguy cơ thấp. Thì đấy là những cái chúng ta sẽ tiếp cận. Còn đối với những bệnh nhân dị ứng chậm thì chúng ta làm test áp, chúng ta làm test nội bì độc chậm mà chúng ta sẽ lựa chọn thay thế dựa trên cái kết quả. Tuy nhiên lưu ý là rằng đối với test áp thì cái tỷ lệ dương tính nó chỉ rơi vào khoảng độ nhạy khoảng 30-40% thôi, có thể thấp hơn một chút. Đấy thì chúng ta lưu ý rằng là có nghĩa rằng là test áp thì đôi khi chúng ta âm tính chúng ta không thể loại trừ được đâu ạ. Với thực hành lâm sàng nói chung của các bác sĩ của chúng ta thì việc khai thác tiền sử cực kỳ quan trọng. Và cái việc mà chúng ta trang bị được cái khả năng khai thác tiền sử tốt nó đã góp phần vào chúng ta làm chẩn đoán, giúp chẩn đoán cho chúng ta lên đến 70% cái khả năng. Và với khai thác tiền sử đúng, khai thác tiền sử chính xác thì chúng ta đã hỗ trợ được rất nhiều cho các bác sĩ chuyên khoa và chúng ta có một cái lựa chọn kháng sinh an toàn phù hợp ngay lập tức cho bệnh nhân, chưa cần chúng ta phải làm test gì cả. Đó, đấy là những cái ví dụ như rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi. Bệnh nhân có nói là tôi có tiền sử dị ứng với cả amoxicillin, nhưng mà khi mà khai thác hoàn toàn hồ sơ một cách kỹ càng, đánh giá một cái triệu chứng là trước đấy bệnh nhân đã có từng uống omentin rồi và bệnh nhân uống ít nhất là 2 lần rồi mà không có phản ứng gì hết. Có một lần thì là lần thứ 3 uống là có liên quan đến banza, thì lúc ấy chúng ta có thể khẳng định rằng banza này không liên quan đến omentin, không liên quan đến amoxicillin mà liên quan đến cái nhiễm trùng, nhiễm virus thôi, và chúng ta hoàn toàn chúng ta delabeling cho bệnh nhân này là không có tiền sử dị ứng với amoxicillin được. Và chúng ta vẫn điều trị bình thường. Như vậy là cái việc mà khai thác tiền sử của chúng ta, đánh giá được cái tiền sử của bệnh nhân là rất là quan trọng. Và chúng ta cũng phải biết cách chúng ta loại bỏ dần, chúng ta lọc dần. Như cái sơ đồ lúc trước tôi có trình bày với các thầy cô, các anh chị, các bạn là chúng ta dựa vào triệu chứng lâm sàng, chúng ta dựa vào cái thời điểm xuất hiện triệu chứng để chúng ta có thể lọc bỏ rằng là thuốc này có thể là nguy cơ, thuốc này không phải là nguy cơ, và chúng ta thu hẹp lại để chúng ta tiến đến một cái chẩn đoán nó phù hợp. Đối với test da đây là một cái test da chúng tôi làm thường quy ở bệnh viện, và chúng ta nhìn thấy ở đây là cái tình trạng mẫn cảm chéo giữa các kháng sinh là rất rõ ràng. Bệnh nhân có cái test da dương tính với cefazolin, dương tính với cả ceftiaxone, dương tính với cả cefotaxime và dương tính với cả cefuroxime, tức là GNAT đấy ạ. Nhưng âm tính với cả ceftazidime, và đây là thực hành và lý thuyết là thế này ạ. Chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc vòng bên và chúng ta nhìn thấy cái bảng mẫn cảm chéo ma trận lựa chọn kháng sinh ở đây thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái cefuroxime nó không có mẫn cảm chéo với các có mẫn cảm chéo với các nhóm như là cefotaxime rồi là ceftiaxone rồi cefotaxime, nhưng không có mẫn cảm chéo với ceftazidime. Và cái test da này hoàn toàn chúng ta thấy rằng rất là reliable để chúng ta lựa chọn kháng sinh an toàn và loại bỏ những nguy cơ. Dạ. Và cái giá trị của test da đến đâu ạ? Thì tổng số có 2.680 bệnh nhân ở trong một nghiên cứu, người ta có ghi nhận tiền sử dị ứng và họ làm test da âm tính và test kích thích thì có 0-6% dương tính và dương tính chung là 2,3%. Cái test da âm tính giả là khoảng 2,3% và 2,1% số bệnh nhân có phản ứng với nhóm beta lactam và tự khỏi và không có phản ứng gì nặng cả. Thì đấy là cái nghiên cứu, và chúng ta thấy rằng cái giá trị dự báo âm tính của cái test da đối với cả nhóm beta-lactam hay nhóm penicillin là rất tốt ạ. Và còn về xét nghiệm máu thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm IgE đặc hiệu. Khi chúng ta nghi ngờ chúng ta có thể không làm được test da cho bệnh nhân, không làm test in vivo cho bệnh nhân thì chúng ta làm test in vitro. Thí dụ như bệnh nhân có cái tình trạng nhiễm trùng cấp, bệnh nhân có tổn thương da cấp tính, chúng ta không làm được xét nghiệm da. Hoặc bệnh nhân đang dùng kháng histamine, chúng ta không làm được test da thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm IgE đặc hiệu. Nhưng mà IgE đặc hiệu thì nó sẽ hạn chế hơn một chút, nó không nhạy như là cái test da đâu ạ. Tuy nhiên thì độ nhạy và độ hiệu cũng có thể từ 40-70% và 95-100% cho cái
cái độ nhạy và độ đặc hiệu tương thích. Chuyển dạng lên phôi bào thì ít, bây giờ hiện tại ít dùng và chủ yếu dùng trong nghiên cứu và cho cái dị ứng chậm thôi ạ. Đây là một cái ca lâm sàng và chúng ta thấy rằng là với những trường hợp chúng ta không làm được xét nghiệm test ra thì bệnh nhân có cái phản vệ, chúng ta làm xét nghiệm máu và chúng ta phát hiện ra cái lưu hành các IgE đặc hiệu và chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái xác chẩn chuẩn đoán và sau đó thì chúng ta lựa chọn kháng sinh an toàn dựa trên cái kết quả IgE đặc hiệu không có lưu hành tự cái kháng thể và chúng ta lựa chọn. Đối với test kích thích thì đây là một tiêu chuẩn vàng, tuy nhiên là chúng ta cũng chú ý là cái này chỉ được sử dụng cho những trường hợp mà có bệnh những cái bác sĩ là chuyên khoa thôi, chúng ta không được làm ở những cái nơi mà không được có bác sĩ chuyên khoa, không được đào tạo, không có một cái hệ thống cấp cứu ICU hoặc là cấp cứu phản vệ phù hợp, nên là cái này thì rất là thận trọng. Và những cái bệnh nhân mà có dị ứng penicillin thì chúng ta có cái lựa chọn đây rồi và tôi đã trình bày trước đấy, và chúng ta có test da, chúng ta có cái test kích thích và chúng ta sẽ lựa chọn kháng sinh an toàn dựa trên cái test da đó. Đối với nhóm dị ứng cephalosporin thì chúng ta cũng có một cái sơ đồ rất là rõ ràng, nó cũng tương tự như là cái dị ứng với penicillin thôi. Thì chúng ta cũng có những cái test da. Chúng ta lưu ý một chút là trong trường hợp mà chúng ta không có sự lựa chọn thay thế, tức là gì? Tức là chúng ta dựa cái phổ kháng khuẩn của bệnh nhân chỉ có duy nhất một thuốc nhạy cảm thôi mà lại có tiền sử dị ứng thật sự đối với các thuốc đấy thì chúng ta làm gì? Thì lúc đó chúng ta làm giảm mẫn cảm ạ. Và chúng tôi làm cũng thường quy cho những cái trường hợp có chỉ định như vậy. Mặc dù giảm mẫn cảm không có nhiều nhưng mà có thì chúng tôi vẫn làm được và chúng tôi vẫn điều trị an toàn cho bệnh nhân và cái hiệu quả điều trị cũng tương đương với cả cái việc của chúng ta liều thông thường. Và đây là cái ma trận để chúng ta lựa chọn kháng sinh an toàn cho cái nhóm mà dị ứng penicillin hoặc dị ứng cephalosporin. Và chúng ta lựa chọn theo cái khuyến cáo này. Ở những cái nơi mà chúng ta không có tiếp cận được với bác sĩ chuyên khoa dị ứng, không có chuyên khoa sâu về dị ứng, thì cái việc bắt buộc điều trị ngay lập tức thì chúng ta phải chấp nhận một số cái nguy cơ và chúng ta lựa chọn theo cái ma trận này để chúng ta có một cái lựa chọn kháng sinh an toàn và lợi ích cao hơn nguy cơ thì chúng ta sẽ thực hiện. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý rằng là những cái trường hợp mà có tiền sử, có báo cáo nghi ngờ dị ứng với kháng sinh thì chúng ta nên chuyển đến bác sĩ chuyên khoa để chúng ta làm một cái delabeling hoặc labeling lại cái tình trạng và đánh giá nguy cơ cho bệnh nhân. Đấy là cái tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho những cái lần nhiễm trùng bệnh nhân có thể mắc phải và chúng ta có lựa chọn ngay lập tức các kháng sinh an toàn. Đây là một bệnh nhân có cái tiền sử dị ứng chậm thì tôi chỉ muốn trình bày ở đây là dị ứng chậm thì chúng ta làm test áp ở đây và chúng ta phát hiện ra được là test áp bệnh nhân có dương tính với cả omentin và chúng ta loại trừ, chúng ta không dùng omentin thôi. Để chúng ta dùng các thuốc khác một cách thông thường, bình thường. Đây là một cái trường hợp cũng tương tự như trường hợp lúc đấy thôi. Một cái dị ứng kháng sinh và dị ứng. Chúng ta không rõ được kháng sinh bệnh nhân dị ứng là cái gì. Nhưng bệnh nhân có được báo cáo là có nhiều lần có ban da, có lần khó thở. Thì chúng ta làm test thì chúng ta có lựa chọn được test dương tính và âm tính. Thì chúng ta lựa chọn an toàn cho bệnh nhân. Đối với cái nhóm dị ứng không beta-lactam thì cái này thì chúng ta thấy rằng là ngày nay chúng ta dùng cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó chỉ có một số cái lưu ý là thứ nhất là cái nhóm mà macrolide chẳng hạn, cái nhóm vancomycin chẳng hạn thì chúng ta hay gặp hội chứng Redman hơn là các phản ứng dị ứng thật sự. Redman tức là do chúng ta phụ thuộc vào cái liều truyền, tức là tốc độ truyền và nó gây giải phóng histamine. Và như vậy thì chúng ta truyền chậm, chúng ta dùng premedication bằng kháng histamine thì chúng ta sẽ có thể vẫn dùng kháng sinh một cách an toàn mà chúng ta hạn chế được cái nguy cơ cho bệnh nhân và chúng ta không cần phải thay đổi thuốc ạ. Rồi cái nhóm quinolone mà chúng ta cũng dùng nhiều hơn vì do cái chúng ta thấy rằng là cái việc kháng với cái nhóm thông thường nhóm beta lactam và chúng ta dùng quinolone đặc biệt cho những trường hợp như nhiễm trùng đường hô hấp trên chẳng hạn. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ kháng cũng gia tăng nhưng ở về mặt dị ứng mà nói thì cái trong nhóm quinolone thì cái mẫn cảm chéo giữa các thuốc cùng nhóm là rất là cao nên chúng ta cũng cần phải lưu ý ạ. Đây là một cái ví dụ để chúng ta thấy một bệnh nhân đến với một cái tiền sử là phản vệ với cả thuốc nhóm quinolone và khi chúng tôi làm xét nghiệm test ra chúng ta thấy rằng là có dương tính với các cái quinolone khác nhau trong cùng một nhóm và như vậy nó minh chứng cho rằng là cái mẫn cảm chéo trong nhóm quinolone là phổ biến và chúng ta cần phải thận trọng. Nhóm macrolide thì cũng ít ghi nhận và khá là an toàn. Cái nhóm amylococcus thì chỉ chủ yếu cái nhóm này thì dị ứng mà tiếp xúc nhặn bôi hoặc nhỏ giọt thì được ghi nhận nhiều hơn, một cái viêm da tiếp xúc nhiều hơn. Nhóm Irazone thì cái mẫn cảm nguy cơ mẫn cảm chéo cao trong cùng nhóm. Nhóm tetracycline thì là nhóm mà dị ứng gây ra chế phẩm trên da, chế phẩm tại chỗ nhiều hơn ạ.
vancomycin tôi đã trình bày rồi là liên quan đến cái hội chứng Redman thì nhiều hơn. Và như vậy thì đối với cái dị ứng kháng sinh nói chung, trong cái nhóm không beta lactam thì chúng ta cũng có một cái tiếp cận tương đối giống như là cái tiếp cận đối với nhóm beta lactam thôi. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý là mẫn cảm chéo trong cùng nhóm nó cũng rất là cao và chúng ta không nên lựa chọn là những cái bệnh nhân có tiền sử dị ứng cùng nhóm. Để kết luận cho cái bài báo cáo thì tôi xin gút lại một số cái kết luận như sau. Thứ nhất là dị ứng kháng sinh thì gặp chủ yếu ở nhóm beta lactam. Dị ứng chéo có thể gặp giữa belacinin và cephalosporin thì là khoảng 10% và tùy từng cái thế hệ càng gần thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3 thì nó giảm dần cái mẫn cảm chéo với nhóm belacinin. Và trong nhóm belacinin với nhau thì mẫn cảm chéo cũng phổ biến và đặc biệt là amoxicillin và ampicillin. Rồi mẫn cảm chéo trong cùng nhóm kháng sinh như nhóm ketorolac hoặc là nhóm metronidazole chẳng hạn thì cũng phổ biến. Và vì vậy là chúng ta sẽ không nên lựa chọn cùng nhóm nếu chúng ta biết rằng có tiền sử dị ứng rồi. Chúng ta có thể lựa chọn chéo nhóm và chúng ta thấy rằng nó có thể là an toàn, đấy được ghi nhận. Và để đối với thực hành lâm sàng thì cái mà tôi muốn cung cấp với các thầy cô, quý vị, anh chị ở đây là cái bảng mẫn cảm chéo, cái ma trận mẫn cảm chéo. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta lựa chọn cái lựa chọn kháng sinh thay thế dựa theo cái cấu trúc vòng bên và cái bảng ma trận mẫn cảm chéo này cũng sẽ giúp ích rất là lớn trong thực hành lâm sàng cho các anh chị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.